Ngày 25 tháng 12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia 2022. Tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, sau một năm triển khai đề án 06 và chuyển đổi số, nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến tích cực, từng bước chuyển đổi nhận thức, thay đổi thói quen, có sự lan tỏa của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu. Đến nay đã hoàn thành đưa 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Riêng ngành công an đã cung cấp 227 trên 227 dịch vụ công trực tuyến, trong đó nhiều nội dung rất thiết thực được người dân đón nhận bước đầu triển khai kết nối dữ liệu góp phần làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng để kiểm soát đánh giá rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, ứng dụng căn cước công dân gắn chip điện tử, tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế, hệ thống định danh và xác định điện tử đi vào hoạt động chính thức là một bước tiến mới đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, sự đồng lòng ủng hộ tham gia tích cực của người dân doanh nghiệp. Năm 2023, dự báo thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tăng cường nhận thức vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò người đứng đầu, có cơ chế kiểm tra, giám sát quyết liệt cụ thể, cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, liên kết chặt chẽ các nguồn lực để thực hiện đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số quốc gia, nâng cao chất lượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2023, phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung cho nhiệm vụ tích hợp và chia sẻ kết nối dữ liệu.